27, quả sầu riêng. Cô Olivia nhận được một gói hàng. Có gì kỳ lạ bên trong? Hãy xem nó là gì nhé. Được rồi, cảm ơn. Được rồi, gặp lại sau. Tạm biệt. Không biết nó đến từ đâu nhỉ? À, để xem nào. À, là từ người bạn cũ Cọ Trắng ở dưới miền Nam. Bên trong có gì nhỉ? Đúng là nó rồi. Mình cá là bọn trẻ chưa từng thấy quả này. Các em học sinh yêu quý ơi, chúng đâu rồi? Mình sẽ cho chúng xem vào tiết học sau. Cô Olivia. Này cô Olivia, bây giờ cô có rảnh không? Ờ, anh cần tôi giúp sao? Tôi cần treo một số đồ trang trí. Cô giúp tôi một tay được chứ? Chắc chắn rồi. Cảm ơn cô nhé. Không có gì đâu. Cô Olivia, bọn con đến đây. Cô ấy đâu rồi? Mình nghe cô ấy đã gọi chúng mình mà. Cái gì vậy nhỉ? Ai đã đặt chiếc hộp ở đây? Ui, nó hôi quá. Nó là gì vậy? Trước kia có nhiều loài khủng long và chúng rất to lớn. Cậu sợ hả? Tôi chẳng sợ đâu. Cô Olivia nói hôm nay sẽ mang đến một quả trứng hóa thạch khủng long và tớ sẽ là người đầu tiên thấy nó. Cậu nghĩ đây là gì? Rambo, em làm gì vậy? Nhìn này, thứ này nó... em không biết. Nó hôi quá. Mùi gì vậy? Nó có mùi như mồ hôi chân vậy. Toàn thân toàn gai nhọn. Đổ nó ra đi. Nó chắc là... con nghĩ nó là gì? Một quả bóng mới. Tớ đá trước nhé. Tớ thấy nó trước mà. Để hoàng tử trước. Các cậu dừng lại đi. Thứ này có nhiều gai quá. Nó không phải là quả bóng. Các cậu sẽ bị thương đó. Ryan, mấy cái gai này cứng quá. Em biết nó là gì đấy. Đương nhiên rồi. Nhiễm ơi, hãy ra ngoài và gặp chúng tớ đi. Đi ra nào. Hình như nó không phải là nhiễm. Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi, cậu nhìn đi. Nó chẳng cử động tí nào. Vậy cậu đoán nó là gì? Có lẽ nó là thức ăn đó. Sao cơ? Anh nói nó là thức ăn hả? Để em thử cắn một miếng. Tớ nghĩ mình chẳng cắn được đâu. Ryan, gì hả? Chuyện gì hả em? Toàn thân nó đầy gai. Em nghĩ mình không ăn được đâu. Hay là tụi mình ra ngoài hỏi mọi người. Chào các cậu. Các cậu đang làm gì vậy? Này Herbert, xuống đây đi. Xem chúng tớ tìm được thứ gì này. Được thôi. Để tớ xem nào. Nó tròn. Xem nào, thứ gì đó có hình tròn. Để xem nào, quả dưa hay quả dứa. Tớ nghĩ nó là... nó là gì? Nó là một quả trứng. Một quả trứng ư? Cái gì? Đúng rồi, em nhớ chứ. Cô Olivia nói hôm nay sẽ mang một quả trứng khủng long. Nghĩa là nó chắc chắn là quả trứng. Cậu đúng đó. Thế nên nó bốc mùi hôi. Nhưng thường quả trứng đâu có gai như này. Rất nhiều loài khủng long có gai. Tại sao trứng của chúng lại không có gai?
Cậu nghĩ bên trong có em bé không? Một em bé khủng long sao? Briar, cậu xây cho nó cái tổ đẹp quá. Nếu thật sự bên trong có khủng long thì ta nên chăm sóc nó, phải không? Đúng rồi, tớ nghĩ ta cần đặt nó ở nơi ấm áp. Vậy đặt nó ở kia đi. Được đó. Herbert, Herbert, bắt lấy nó. Trứng ơi, tớ yêu cầu cậu dừng lại. Nó bể ra rồi. Hãy xem bên trong có khủng long con hay không. Nhìn chẳng giống quả trứng chút nào. Tớ không chịu được mùi của nó. Nó bốc mùi kìa. Mùi quá đi. Con nghe thấy gì không? Là bọn trẻ đó. Nào, ta đi xem chúng thôi. Vậy nếu nó không phải là một quả trứng thì nó là gì vậy? Dù sao đi nữa, tớ nghĩ chúng ta nên rửa nó. Mùi nó hôi thiệt đó. Ừ, đi rửa sạch mùi hôi thôi. Nhưng tớ không muốn mang thứ này đâu. Chúng ta tìm cây gậy để lăn nó xuống hồ đi. Được thôi. Thôi nào, lăn nó xuống đi. Được rồi, làm đi anh. Chiki, đến lượt cậu đó. Tớ bắt được rồi. Hobbit, bắt lấy. Trò này vui quá, tớ thích nó. Hobby, chuyển nó cho tớ. Hobby, cậu làm được mà. Ryan, bắt lấy. Xem đây. Briar, dừng lại, đừng đánh nó. Ồ, đánh thêm vài đòn nữa là con không ăn được đâu. Ăn nó ư? Chúng ta có thể ăn cái này ư? Các con nhìn này, nó là sầu riêng. Quả sầu riêng? Quả sầu riêng. Đúng rồi, nó là một quả nhiệt đới có vị rất ngọt. Một loại quả ư? Làm sao chúng ta có thể ăn nó và mấy cái gai này? Con không ăn vỏ ngoài của nó. Nhìn đi, con cần tách vỏ ra trước. Các con, thử một chút đi. Đây, Briar, cho con miếng này. Còn miếng này cho con, Rambo. Rambo lấy đi. Nó hôi quá. Cô Olivia, cô có chắc đây là đồ ăn không ạ? Con sẽ không biết nếu con không thử nó. Bây giờ ai trong số các con dũng cảm thử trước đây? Con sẽ ăn. Briar. Chà, nó có vị thế nào vậy? Ngon lắm, cậu ăn đi. Sao ngon vậy? Nó ngon hơn tớ tưởng đó, Rambo. Ăn thử đi. Đúng vậy, ăn đi. Được rồi, tớ sẽ ăn. Rambo, con đừng lo, nó ngon mà. Nó mềm và dai. Tớ thích nó. Tớ muốn ăn thêm. Thật sao? Đúng đó. Để tớ thử lại xem. Nó ngon không vậy? Tuyệt, ngon lắm. Tớ muốn ăn thêm. Tớ thích đồ ngọt. Tớ ăn thêm đây. Thêm nữa đi. Rambo, ăn từ từ thôi con. Con không ngờ thứ hôi hám này lại ngon như vậy. Có vẻ các con đều thích nó. Vâng ạ. Chúng ta ăn hết phần còn lại đi. Chào các bạn. Có một số loại rau củ có mùi rất lạ.
nhưng chúng rất bổ dưỡng, hoặc thậm chí ngon miệng nếu các cậu đủ can đảm để thử chúng. Có lẽ các cậu sẽ thích chúng đó. Hẹn gặp lại. A new day with our old friends around every single corner. There's a